Chào cả nhà nha, mình là Phạm Hữu Dư đây. Hôm nay thì mình đi quay giùm anh Xanh chủ đất một cái miếng đất rất là rộng luôn. Thực tế là nó hơn 2 mẫu nha, nhưng mà trên sổ thì chỉ có một mẫu chính thôi. Và miếng này thì tới 7 sổ luôn nha, 7 sổ lận. Thì anh bán thì bán theo sổ thôi. Thì nói giá luôn ha, giá là 300 triệu một sào. Vẫn còn thương lượng đúng không anh? Thương lượng. 300 triệu một sào thì tính ra là tính ra là một mẫu chính thì nhân cho 300 thì nó khoảng hơn 5 tỷ nha. Đây, thì mình đang đứng ở cái đường này là cái đường 6 mét nha mọi người, đường phố đá nha. Hai bên đều có lộ giới rồi, có cọc biển báo giao thông. Đó, là tương lai sẽ lên đường nhựa. Rồi đi khoảng chừng hơn 100 mét là ra đường chính nha, ra đường nhựa chính luôn. Đó, cách giếng phun Đá Bạc khu sinh thái cũng khá nổi tiếng, chỉ vài trăm mét thôi. Đây, miếng đất. Nó đi theo mặt tiền đường nhựa này là tính ra là phải hơn 150 mét nha. Đây, mặt tiền đường này hơn 150 mét. Suối hai bên. Đây, suối. Suối bên đây, suối bên kia đúng không anh? Đuôi có suối hai bên không? Có suối luôn. Suối nhưng mà hiện tại là đang mùa khô, đang cao điểm mùa khô luôn cho nên là không có nước. Đây, từ cái ranh này ha, tức là từ đường chính vào khoảng chừng hơn 100 mét là sẽ tới đây. Đó. Là coi như là cái miếng đất mình nhìn bao quát là chắc trong là của mình xuống 150 mét ha. Thì miếng đất này á, thì ngày xưa á, là nó là nguyên một cụm luôn. Nhưng mà từ khi mà có con đường nó mở thì nó xẻ miếng đất này đây nó lọt ra hai sào bên đây, hơn hai sào. Đây. Tính ra là đất mình tới hai mặt tiền. Con đường sẽ ngang nè, hai sào bên đây ha, hơn hai sào bên đây. Còn lại là hơn một mẫu sáu bên đây. Hai bên đây bây giờ thì anh dắt em đi coi sơ đây coi ranh nè, có cái hàng trụ bê tông nè. Mình đang đi trên đường ranh đất mình đây ha. Đất mình đây, nói chung là cái đất mình dễ dàng hình dung lắm, nó cứ cho nó đất trống là của mình ha. Nhìn sơ sơ có view đi xuống dây luôn, đi xuống hết ranh luôn đi. Đường này thì tại vì do là cây cỏ nó mọc nên nhìn nó hơi tùm, chứ đường này là hai xe hơi tránh nhà thoải mái nha. Đây cọc lộ giới tốt là tốt trong đây đường nè, có cống đàng hoàng nha. Đây có biển báo giao thông luôn nè. Dài xuống tới kia luôn đúng không anh? Tới cái biển báo luôn á. Đất mình dài đi dài xuống tới biển báo luôn. Đây giờ mình sẽ vô cho mọi người xem sơ sơ trong đây nha. Anh nói là ngày xưa có cho tao trồng mì đúng không? Trồng mì. Bây giờ là anh không cho trồng mì, anh cũng anh quyết định bán cho nên là không có trồng mì nữa. Đất cũng có view view đồi ha, đây đồi núi xã đồi suối, xã đồi suối. Đất mình bên kia nó có một con đường nữa nha. Đó xa xa có con đường nữa kìa. Tính ra là đất này tới hai mặt đường. Ở đây là thuộc xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu ha. Cách khu sinh thái giếng phun Đá Bạc khoảng 500 mét. Đất này thì nó phù hợp cho ai mà làm trang trại, mở trang trại hoặc là khu sinh thái. Nó dài tới đường kia luôn đúng không anh? Đụng dưới luôn. Đụng đường kia luôn. Ở đây có người ta cũng có bán 6 sào mà ta không có đường đi. Người ta bán 6 sào này, nếu mà ai muốn nhu cầu mình mua, mình mở rộng với lại cho đất mình đẹp hơn thì mình có thể mua bên đây. Người ta cũng muốn bán cho mình vuông luôn. Vuông luôn á. Đang
có đường. À. Là tới đây đúng không anh? À, lanh mình đó. Lanh tới đây. À, còn bên cái vườn tràm này là của người ta. Thì cái bên đây là 6 sào này là họ muốn bán đúng không anh? Đúng, bán cho mình tại nó không có đường đi. À, nếu mình mua được nguyên 6 sào này nữa là cái đất mình đẹp luôn á. Vuông vức luôn. Là tổng ra là phải 2 mẫu rưỡi á. Mà đất chứ họ không có đường bán, chắc họ bán rẻ hơn mình ha. Rẻ hơn. Phải rẻ hơn chứ tao không có đường mà. Đấy. Rồi suối tú bên dưới kia anh. À, suối ngay cây cao cao đó, cây dầu đó. Đúng. Mà giờ chắc cũng đang mùa khô cho nên là cũng không có nước đâu ha. À ngay cái dầu đó, suối. Giờ đất rộng quá là cũng làm biển đi. Rồi. Đó. Nhìn bao quát lại ha. Tới 7 sổ rồi nha mọi người. À là cái suối là cái ranh đất luôn đúng không anh? Ừ, ranh đất. À. Ủa hình như là nó đâu có tới cái cắt miếng mà nó mới có đường. Là cắt một miếng nữa mới tới đường đúng không anh? À. Cắt miếng mới có đường. À con suối đó. Tầng này có suối rồi luôn đó. À còn nước. Suối này còn nước. Mùa mưa đẹp lắm. À đúng rồi, có đá nè. Này mùa mưa có nước nước nhiều là nó tạo thác đẹp lắm nè. À là cái ranh mình tới đây. Ừ, ranh mình theo xuống. À là qua miếng đất này tới đường kia, mới tới đường kia. Đường lớn ghê, bển. À. Rồi, tạm thời vậy đi. Miếng đất này thì chưa có thổ cư nha. Dạ. À. Ngăn cặp ranh lên hàng chạm này nè. À, là mình theo hàng chạm, cái đi hàng chạm này là ra ngoài mặt tiền tới cái biển báo giao thông. Thì bây giờ mình đang đứng bên hàng ranh bên đây ha. Ở thì nãy mình nói là ranh hàng chạm nè. Đó, có cục móc hết nha mọi người. Đây. Đất rất là bằng phẳng nha mọi người. Để nó quẹo heo đường này. Khúc mọc à. Lắng rồi. Mọc mọc thẳng lên biển báo luôn. Thẳng tới biển báo giao thông ngay luôn. Là như là hết ranh. À, tới cái cọc này. Thằng nó làm hết á. Đất rộng quá nên nó cày. Rồi. Đó, cục mốc kìa. Đó, ra tới bên biển báo giao thông nha. Rồi, bây giờ mình đã tới đường đường chính rồi đây. Đây, mình đang đứng ở ngoài mặt đường ha. Từ cái cục mốc, cái biển báo giao thông này. Đó, đi thẳng vô hàng ranh kia. Đó, xong rồi ôm theo dừng chàm để xuống dưới. Đó, đây mình đứng đây mình quay bao quát lên đất mình ha. Đường cho toàn bộ với là bên kia 2 sào nữa nãy mình nói rồi. Đường này có đi thông đi đâu nữa không anh? Thông ra Bình Giã. À thông ra Bình Giã. Đó. Chỗ này mà làm trang trại thì khỏi nói rồi, đẹp miễn chê luôn. Đường ha, đường rất là rộng nha mọi người. Đây nhìn xem nè, nó phải hơn 6 mét đó chứ. 8 mét nè, từ cái bên cái rãnh này. Đó, có hả, cống thoát nước này nọ đầy đủ hết. Đường này là chắc chắn là tương lai là nhựa nè.
Rồi bây giờ để mình dẫn mọi người đi ra ngoài đường chính nha. Ban đầu mình kêu là mình đi quay từ đất ra ngoài đường chính cho mọi người xem, mà lúc mình bấm mà mình quên chưa bấm nút quay, cho nên là bây giờ mình mượn tạm một cái clip khác cũng quay con đường này cho mọi người xem ha. Đây thì từ đất á, đi khoảng chừng hơn 100m thôi ha, hơn 100m là ra cái đường nhựa này. Đây đường nhựa này nè, thì chỉ cần đi thêm từ cái đường nhựa thì quẹo phải là đi về hướng Vũng Tàu á, hướng về thành phố Hồ Chí Minh á, đi khoảng chừng 500m. Đây đi khoảng chừng 500m là đụng cái khu sinh thái, khu du lịch giếng phun đá bạc. Khu giếng phun đá bạc đây kết hợp với là nhà hàng, nói chung là rất là lớn, hơn mấy chục hecta lận. Còn đang làm thêm trên đây nữa nè. Khu giếng phun này rất là đẹp ha. Đi thẳng nữa là đi về hướng về Bà Rịa, hướng về thành phố Hồ Chí Minh ha. Còn đi ngược lại là tức là từ đất mình rẽ đi ra, rẽ trái là đi về trung tâm của xã Xuân Sơn. Đây đường nhựa chính ha, cách con đường nhựa chính này chỉ khoảng hơn 100m thôi. Rồi bây giờ là trên đây mình đang là cầm trên tay là